Chào các bạn đã đến với trải nghiệm hai bánh của HKVN. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau với một chiếc xe rất mới của Triumph vừa mới ra mắt ngày hôm nay. Đó là chiếc Scambler phiên bản XE, là phiên bản off-road, đây là phiên bản cao nhất của dòng Scambler của Triumph. Phải nói rằng là cuối cùng thì Triumph họ cũng đã cho ra đời chiếc xe Scambler. Tương tự như là chiếc Scambler của Ducati vậy. Các bạn có thể nhìn thấy ngay từ dáng vẻ bên ngoài nó rất là khác so với cả những cái xe mà chúng ta thường thấy trên đường như các dòng Bonneville như T100, T120 hay Bobber vân vân. Tuy nhiên nó có một điểm chung là cùng sử dụng chung hệ dòng máy twin, dòng máy hai động cơ 1200cc này. Đối với chiếc xe này nó cho công suất là 90 mã lực và moment xoắn là 110 Nm. Cái công suất này nó lớn hơn so với cả bản Swiss Scambler trước đây là khoảng độ 30%. Còn cái moment xoắn của chiếc xe này thì nó lớn hơn so với cả động cơ của Bonneville 1000 T120 là khoảng độ 12,5%. Tức là họ đẩy mạnh cái việc tăng moment xoắn để đưa chiếc xe, vì chúng ta nhìn chúng ta có thể thấy rằng là dáng vẻ chiếc xe này không cần nói chúng ta cũng thể hiểu rằng đây là một chiếc xe nó thiên hướng off-road rất là rõ ràng, với cả cặp thụt trước dạng upside down của Showa có hành trình dài 250mm. Tương tự như vậy, cặp giảm xóc sau cũng có hành trình dài 250mm của Olin. Cùng với đó là vành trước 21 inch, vành sau là 17 inch. Cặp vành này nó tương tự như là những cái cặp vành của các dòng xe cào cào như là Africa Twin của Honda, với đặc điểm đặc biệt là cặp vành có sử dụng nan nhưng lại là dùng lốp không xăm. Hệ thống nan mà gài ra phía ngoài này nó có một đặc điểm là nó tạo ra cái độ chịu lực và vặn xoắn rất là cao đối khi xe sử dụng trên những địa hình xấu. Trong chiếc xe thì toàn sắt với thép thôi. Tuy nhiên hãng Triumph họ đã áp dụng vào chiếc xe rất nhiều công nghệ cao cấp mà của hãng hiện nay. Có thể kể đến đó là hệ thống điều khiển cruise control trên xe, hệ thống kiểm soát hành trình, kiểm soát lực kéo, hệ thống phanh chống trượt. Tất cả những cái hệ thống đó được điều khiển hoàn toàn trên hệ thống phím của chiếc xe thông qua hệ thống phím theo dạng joystick này. Màn hình này nó họ sử dụng màn hình dạng hoàn toàn full LED, có những cái chức năng điều khiển mode cho 5 chế độ chạy khác nhau. Ngoài ra thì còn có một chế độ chạy off-road pro, tức là cho phép chúng ta tắt hệ thống ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo đi để có thể chạy off-road hoàn toàn theo bản năng của một chiếc xe cào cào đúng nghĩa với nó. Hệ thống đèn pha full LED rất là đẹp. Đây chúng ta có thể thấy, tôi sẽ quay ra để cho bạn thấy, và tôi sẽ điều chỉnh cái hệ thống đèn pha này để bạn thấy rằng là nó có rất là nhiều chức năng pha đẹp khác nhau. Đây, rất là nhiều chức năng pha và đèn rất là sáng. Tuy nhiên có một điểm mà tôi sẽ phải nhấn mạnh, đó là chiếc xe này có chiều cao yên rất cao. Nó không giống như những chiếc Bonneville mà chúng ta thường đi có chiều cao yên khá thấp. Theo dạng classic thì chiếc xe này có chiều cao yên lên tới 87cm, tương đối cao so với cả kích thước người Việt Nam như tôi có chiều cao khoảng 1m7 thì trèo lên là tương đối vất vả. Nếu như không quen thì các bạn sẽ gần như là rất khó để điều khiển. Đây, kiễng chân và dễ dàng trượt rút như chơi. Rồi tôi sẽ trèo lên sau. Tuy nhiên chiếc xe này tại sao lại phải như vậy? Tại vì đối với những xe mà có thiên hướng off-road, họ sẽ làm chiều cao yên tương đối cao. Các dòng xe thuộc vào dòng Scambler hay off-road thì họ đều làm những chiều cao yên tương tự như vậy. Để thể hiện cho tính off-road thì chiếc xe đều đã được trang bị thêm hệ thống giáp gầm bằng thép rất là vững chãi. Cùng với đó là hệ thống giảm ống xả được đẩy lên rất cao và ốp sát vào phần thân xe. Ống xả này, trong ống xả này chúng ta đã có thể hình dung là chiếc xe có khả năng lội nước rất là tốt. Và như vậy là nó với chiều cao yên cao thì hệ thống gầm của xe là rất cao tương tự như những chiếc xe cào cào. Tuy nhiên đây là một chiếc xe theo thiên hướng enduro và nó sẽ dành cho những con đường dài, những con đường đất, và với một cái chiếc xe này nó hầu như có thể đưa cho bạn có khả năng vượt qua khá nhiều địa hình.
ngoài địa hình đường nhựa, đường đất và những địa hình off-road là đều có thể vượt qua được. Một chiếc xe công suất lớn và đường dài, đây là một cái thú chơi tương đối là có xu hướng tương đối rõ rệt trong thời gian gần đây tại Việt Nam. Chúng ta sẽ còn trải nghiệm chiếc xe này trong một cái chương trình kế tiếp dài hơn, khi mà chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nó, cùng vặn ga và thưởng thức chiếc xe này trên những cái con đường off-road để thể hiện được hết những tính năng và những cái phẩm chất của một chiếc xe đến từ Anh Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy theo dõi kênh và nhớ đừng quên subscribe chương trình. Xin cảm ơn.